Amen. Nó bài học này thật ra thì chúng ta nắm cái key, cái chìa khóa để chúng ta dễ hiểu hơn. Thì cái chìa khóa nó nằm ở hai chữ thôi, là quyền phép ở trong câu 2 với lại câu 8. Quý vị biết ở trong cái chữ quyền phép đó thì cái chữ tiếng Anh đó nó là authority. À, quý vị nhìn lên màn hình quý vị sẽ thấy là một sư sẽ highlight cái chữ authority. Authority á, dịch ra nó là thẩm quyền ha, mọi người thấy cái chữ authority không? Đó thì khi mà những người ở trong giáo quyền, mà giáo quyền ở đây là giáo quyền công giáo quyền xin lỗi giáo quyền do Thái giáo đó, tức là do Thái giáo họ có cái lính riêng, họ có luật pháp riêng ở trong cái hệ thống đế quốc của La Mã, thì họ họ được vận hành ở trong cái quyền đó, mà người La Mã thì tôn trọng về mỗi cái tín ngưỡng, mỗi cái văn hóa. Khi mà họ đô hộ ở đâu đó thì họ cho cái đất nước đó vẫn giữ được cái tập tục truyền thống và nhất là tín ngưỡng. Thì người La Mã họ có do Thái giáo cho nên là họ có cái giáo quyền, thì cái hệ thống giáo quyền, những cái người mà trong giáo quyền đó là những thầy tế lễ, trưởng lão đó. Thì họ họ đến họ hỏi Chúa Giêsu ở trong câu 2 đó, hãy nói cho chúng tôi bởi quyền phép nào hay là bởi cái thẩm quyền nào mà thầy làm những điều này. Trong câu 1 tiết lộ cho chúng ta đó là Chúa Giêsu dạy dỗ dân chúng trong đền thờ và rao truyền tin lành. Và ở trong phúc âm giăng á thì nói đến Chúa Giêsu giảng rất là có quyền phép, Chúa chữa lành, Chúa đuổi quỷ. Cho nên bây giờ cái câu câu hỏi của họ là họ đi tìm cái câu hỏi là họ họ vừa tò mò mà vừa họ vừa không tin nữa. Nhưng mà có lẽ là tò mò nhiều hơn theo cái thiện ý một mục sư suy nghĩ ở đây. Họ họ muốn biết cái bí quyết nào mà Chúa Giêsu đã làm được những cái quyền phép như vậy. Và Chúa Giêsu họ hỏi Chúa Giêsu bởi cái thẩm quyền nào, thì Chúa Giêsu đã đưa Giăng Baptist vào, bấy vì Giăng rất là nổi tiếng lúc bấy giờ. Và Chúa Giêsu hỏi họ, đây là cái câu trả lời, cái câu xin lỗi câu hỏi mà họ trả lời được câu hỏi này thì họ sẽ bị kẹt. Cho nên họ khôn lắm, họ bàn với nhau thôi khỏi trả lời. Theo theo cái cách đọc thông thường của chúng ta. Thì Chúa hỏi họ trong câu 4 là phép báp têm của Giăng đến từ trời hay là bởi người ta? À, bây giờ thì họ bàn với nhau á, nếu mà đến từ trời á thì sẽ dẫn đến một cái kẹt á, là tại sao các ngươi không tin ta? Cái thẩm quyền mà dân Baptist làm phép báp têm á, cái authority đó đó từ trời, các ngươi công nhận cái authority đó của dân thì ta cũng lấy cái authority đó đó ta giảng tin lành. Thì họ khôn lắm, cho nên là mấy cái người này họ biết, nhưng mà về cái lòng họ cứng cỏi. Mà khi mà họ cứng cỏi như vậy thì mới ứng nghiệm lời tiên tri rằng chính họ sẽ giết Chúa Giêsu chứ không phải người La Mã. Dĩ nhiên người La Mã thì góp phần vào việc đóng đinh Chúa, nhưng mà họ là người quyết định để cho người La Mã xử Chúa, quý vị thấy không? Cho nên nó ứng nghiệm kinh thánh là Chúa Giêsu phải chịu chết trên thập tự giá. Và chính vì cái lòng cứng cỏi của người Do Thái, của các trưởng lão, thầy thông giáo, thầy dạy luật, bây giờ họ không công nhận cái thẩm quyền, cái authority trong cái câu chuyện này đó, là cái từ chìa khóa mà chúng ta suy nghĩ đến đó. Nó sẽ đưa chúng ta đến một bài học mà chúng ta sẽ học kế tiếp. Thì mục sư đang nói đến cái vấn đề thẩm quyền. Thì nếu mà dân Baptist đến với cái thẩm quyền để làm báp têm mà họ công nhận, thì Chúa Giêsu có câu trả lời cho họ, ta cũng có cái authority đó đó của Đức Chúa Trời để ta giảng tin lành. Và họ biết rằng đây là cái câu hỏi làm cho họ bị đứng hình và họ bí luôn. Cho nên họ nói chuyện với nhau. Họ nói trong câu 6 rất là khôn, ra là quỷ quyệt, chứ không phải là khôn ngoan mà nó quỷ quyệt. Lại nếu chúng ta nói bởi người ta, tức là cái thẩm quyền đó của con người, thì dân sự sẽ ném đá chúng ta cũng chết. Vì họ đã tin chắc rằng dân là một đấng tiên tri. Trong cựu ước có một ông tên là ông Eli. Trong Tân ước có một ông tên là ông Giăng, the Baptist, Giăng Baptist. Và Giăng lấy tâm thần của Eli, hai người rất giống nhau, hai người có chung một tâm thần rất ngay thẳng.
với quyền năng của Đức Chúa Trời trên đời sống của mình. Dù chúng ta chưa thấy dân cầu nguyện cho người ta được lành, chưa thấy dân đủ quỷ cho ai, nhưng khi mà dân làm báp têm thì rất nhiều người đến ăn năn với Đức Chúa Trời, và đó là cái mục đích của thiên đàng đó. Một người đến ăn năn với Đức Chúa Trời rồi người đó được sự tha tội, được sự chữa lành. Dân làm phần đầu đem một người đến với Đức Chúa Trời. Mặc dù chúng ta thấy dân không có quyền năng, những cái lời nói của dân thẩm quyền đó đến từ Đức Chúa Trời. Cho nên người các thầy tế lễ và thầy thông giáo họ mới cố tình họ lảng tránh điều đó. Nếu mà họ công nhận á thì họ phải công nhận tiếp về Chúa Giêsu. Mà họ nếu họ từ chối đó thì dân chúng sẽ ném đá họ. Cho nên cái quỷ quyệt của những cái người giả hình này là những người thầy thông giáo, những thầy tế lễ, những người Pharisee, họ quyết định là không trả lời. Cho nên Chúa Giêsu mới nói trả lời với họ. Chúa Giêsu cũng kết luận ở trong câu 8. Đức Chúa Giêsu bèn phán rằng: Ta cũng không nói cho các ngươi bởi cái authority nào, bởi cái thẩm quyền nào mà ta làm những điều này. Dạ. Bây giờ chúng ta đi qua cái phần áp dụng. Chúng ta đi qua phần áp dụng. Ngày hôm nay chúng ta giảng tin lành bằng cái thẩm quyền nào? Có một lần thì một sư cách đây cũng 30 năm. 30 năm rồi, lâu rồi. Lúc đó một sư còn thanh niên. Thì đi đến một cái trung tâm dạy nhạc. Thì bắt phát giác ra cái người bạn mình học chung hồi đó đó, cái cô này có học đờn mandolin. Còn mình thì học accordion. Thì hai chị em, chị lớn hơn mình tuổi, gặp nhau vui quá, ôi tốt nghiệp rồi giờ mới gặp nhau, ô mà sao biết cái trung tâm này để mà đến dạy vậy. Tôi hỏi cái chị đó, cái chị bạn đó cũng vui vẻ trả lời là bị cái thầy này, thầy tôi không nói tên cho quý vị nghe đâu, cái thầy này là trưởng trung tâm cho nên mời tôi đến dạy. Tôi gặp thầy đó. Thầy đó là người cùng lớn lên với tôi lúc còn nhỏ, con của vị mục sư, con của vị mục sư đáng kính. Hai chúng tôi lớn lên cùng nhau. Và tôi biết được cái người bạn này cũng có ý là mời những cái người mà họ giỏi vô để dạy, và trong đó có bạn tôi. Thì tôi gặp bạn tôi vui lắm. Nhưng mà trước đó thì khi mà tôi nói chuyện với cái chị này đó, tôi làm chứng cho chị tin Chúa, cầu nguyện ngay tại cái văn phòng luôn. Tôi trước khi tôi gặp người bạn đó thì tôi cầu nguyện cho chị ngay tại văn phòng. Chị hỏi: Ồ vậy chứ Văn Đông có muốn ở đây dạy không? Thì tôi nói: Không, tôi chỉ đến đây để tôi thấy cái trường này là cái trường dạy nhạc, cho nên tôi muốn vô tôi xem như thế nào thôi, mà tôi gặp bạn thì tôi vui lắm. Bạn biết Chúa chưa? Bạn đang dạy cho một cái trung tâm cơ đốc đó. Bạn cần phải tin Chúa, bạn phải được tái sanh thì bạn mới được cứu. Thì sau khi chị cầu nguyện Chúa, tin Chúa rồi, thì tôi chúc phước cho chị. Tôi nói: Chị tin Chúa rồi thì bây giờ chị sẽ thấy việc dạy của mình ở trung tâm này là trung tâm cơ đốc sẽ rất ý nghĩa cho vấn đề dạy nhạc cho những con cái Chúa. Tôi chúc mừng chị. Xong rồi tôi đi gặp cái người trưởng trung tâm. Cái người bạn này tôi gặp: Ô, bạn có biết không, cái người nhân viên của bạn mới tin Chúa đó. Thì tôi thấy anh này không có vui. Anh nhìn tôi sửng sốt. Anh nhìn tôi từ trên xuống dưới. Xong cái anh nói: Làm sao phải tin Chúa? Thì tôi nói: Thì tôi làm chứng cho chỉ tin Chúa, cho nên cái điều này rất là vui. Bởi vì trong tương lai thì bạn sẽ có một người tin Chúa cùng làm việc với mình, mà người đó là giáo viên của bạn nữa. Như vậy thì bạn lấy cái quyền gì bạn cầu nguyện cho người ta tin Chúa? Wow! Cái người này hỏi tôi một câu và tôi đứng hình luôn quý vị. Trong câu chuyện này thì người Pharisee đứng hình, nhưng mà trong câu chuyện của tôi với người bạn đó, tôi đứng hình. Tôi đứng hình bởi vì cớ cái lòng cứng cỏi của người đó. Bởi vì người đó lúc bấy giờ một bạn thanh niên cùng lớn lên với tôi thôi, và anh ta nghĩ rằng cái thẩm quyền để cầu nguyện cho một người tin Chúa đó là thuộc về cha của anh ta. Cha của anh ta là mục sư, cho nên chỉ có cha và thầy mới được cầu nguyện tin Chúa thôi. Còn tôi là một thanh niên, tôi không có thẩm quyền đó. Tôi nói không được. Bởi vì Chúa cho chúng ta được ơn để làm chứng. Chúng ta làm chứng về Chúa cho một người và đem họ đến với Chúa, cầu nguyện cho họ. Thì bạn này không, phải đưa đến nhà thờ, mục sư cầu nguyện mới được, mới chấp nhận. Thì tôi rất buồn vì cái thái độ đó của bạn.
Tôi đi về tôi kể lại cho cái người hướng dẫn của tôi, cái người chị hướng dẫn, và chị nói thôi cầu nguyện cho bạn đi, tại bạn chưa có hiểu về cái việc mình đưa một người đến với Chúa. Cho đó qua đây đó thì tôi muốn khích lệ tất cả quý vị ở trong cái bài học này hôm nay. Cái thẩm quyền mà chúng ta có rất quan trọng. Nếu mà ngày hôm nay người ta hỏi chúng ta một câu hỏi giống y chang như vậy, bởi cái thẩm quyền nào mà bạn cầu nguyện cho một người bệnh? Bởi cái thẩm quyền nào mà bạn kêu người ta từ bỏ cái niềm tin của người ta để đến với Giêsu mà bạn đang tin? Thì chúng ta cũng phải trả lời giống như Chúa Giêsu. Vâng, bởi vì cái thẩm quyền đó đến từ Đức Chúa Trời, là đấng tôi đang tin. Và Ngài ban cho tôi cũng như tất cả những người tin có cái thẩm quyền đó để tôi đem một người đến với Chúa. Phải không ạ? À? Khi chúng ta nói như vậy thì không ai bắt bớ chúng ta, bắt bẻ người. Mà có giết chúng ta đi thì chúng ta đang đi trong cái thẩm quyền của Chúa. Nhớ nha quý vị, khi mà chúng ta nói về Chúa cho một người nào mà chúng ta không thể cầu nguyện cho họ đi, dễ nhất mà không cầu nguyện được thì chúng ta bóc điện thoại lên, gọi cho mục sư hay cho một người nhân sự nào, người bạn nào vững vàng hơn chúng ta, để người đó nói chuyện với cái người mà chúng ta đang làm chứng. Chúng ta đưa họ đến với Chúa là tốt rồi. Nhưng nếu có được thể được, chúng ta hãy lấy cái thẩm quyền Chúa Giêsu ban cho chúng ta để chúng ta cầu nguyện cho họ và hướng dẫn họ đến với Chúa. Thẩm quyền rất quan trọng. Bởi vì khi mà chúng ta làm cảnh sát, cái thẩm quyền của người cảnh sát là gì? Là trong cái hình hiệu của họ, khi mà họ đưa cái hình hiệu họ ở đây là con chuột chứ không phải là cái hình của gọi là cái miếng mày đai của cảnh sát. Khi cảnh sát bắt hay là vô mà kiểm tra nhà cửa gì đó thì anh ta đưa lên cái đai của cảnh sát hay là cái hình hiệu của cảnh sát đó. À đây, cái này là cái mà thẩm quyền đây. À, cho nên cái thẩm quyền Chúa cho chúng ta thì chúng ta phải giữ trong mình, giữ trong tay của mình để mà chúng ta thi hành việc mà Chúa giao cho chúng ta. Tôi sẽ đọc cho quý vị một câu kinh thánh trước khi chúng ta để nghe chấp sự thiên ân có một cái ý ở trong cái bài học này nữa. Ở trong Luca đoạn 10 10 câu 19, chúng ta sẽ thấy rất là rõ cái thẩm quyền này. Luca đoạn 10 câu 19. Rồi quý vị mở kinh thánh ra ha. Tôi đọc cho quý vị nghe nè, Luca đoạn 10 câu 19. Này, ta đã ban quyền cho các ngươi giày đạp rắn, bò cạp và mọi quyền của kẻ nghịch dưới chân, không gì làm hại các ngươi được. À, như vậy thì ở trong cái bản tiếng Anh á là Chúa phán rằng á, là I will give you the authority to trample on scorpion and snake. Chúa cho chúng ta cái thẩm quyền để giày đạp rắn và bò cạp. À, cho nên cái thẩm quyền đó, quý vị thấy cảnh sát ra đường, cảnh sát chìm á, họ đâu có đèn chớp chớp gì đâu. Nhưng mà khi mà họ mở đèn lên á, chúng ta mới biết họ cảnh sát chìm á. Và họ chạy đằng sau một người mà chiếc xe không có đèn gì chứ mà tự nhiên thấy đèn. Thì đó là cảnh sát rồi. Thì cái đèn đó đó là một trong những cái thẩm quyền mà họ có để dừng xe người ta lại. Rồi những cảnh sát chìm, ví dụ như họ bản đồ bình thường, họ xong qua nhà thì họ đưa ra cái phù hiệu của họ. Chỉ cần đưa ra phù hiệu mà chúng nhìn thấy là thôi rồi. Không có cần phải hỏi gì nữa trơn á. Cái thẩm quyền của họ là cái phù hiệu của họ. Cho nên ngày hôm nay cái thẩm quyền của chúng ta ở đâu? Và khi chúng ta theo Chúa mà bị nó đánh tơi bời vì chúng ta không có đưa cái phù hiệu của chúng ta ra, cái thẩm quyền của chúng ta ra ở trong danh Chúa Giêsu. Cái thẩm quyền Chúa cho chúng ta là trong danh Chúa Giêsu. Chúng ta cầu nguyện cho người bệnh, chúng ta cầu nguyện để đem một người đến với Chúa thì danh Chúa Giêsu là thẩm quyền cho chúng ta rồi. Quý vị nhớ nha, học bài học này rất là quan trọng. Cho nên người ta hỏi Chúa một câu hỏi mà chúng ta học được nhiều điều lắm. Chúa Giêsu cho họ biết cái thẩm quyền nào Chúa Giêsu giảng tin lành. Chúa Giêsu cũng cho họ biết cái thẩm quyền nào mà ông Giăng Baptist làm báp têm. Tôi nói cái thẩm quyền nhỏ mà tôi có được ở trong cái Chủ nhật tới đây khi mà làm báp têm cho Tammy, cho Y Tình, cho cô Hòa là bởi vì tôi được trao cho cái thẩm quyền là một người mục sư được phong chức. Đó, được được thụ phong chính thức và tiểu bang trao cho tôi cái thẩm quyền đó để tôi làm phép báp têm, làm tiệc thánh, cử hành hôn nhân. Và cũng bởi cái thẩm quyền đó tôi có thể từ chối cái hôn nhân đồng tính. Quý vị,
Tôi có quyền làm việc đó. Cái thẩm quyền Chúa trao cho. Đúng theo Kinh Thánh. Không lấy thẩm quyền của Kinh Thánh ra mà làm sai được. Mới làm đúng theo lời Chúa dạy. Cho nên tối hôm nay chúng ta xoay quanh hai cái chữ chìa khóa chúng ta đó là thẩm quyền. Chúa Giêsu đến trong thẩm quyền là con của Đức Chúa Trời. Giăng Baptist đến làm phép báp têm trong cái thẩm quyền từ Đức Chúa Trời. Cho nên Chúa Giêsu đã dạy chúng ta cái bài học này. Mong rằng chúng ta học bài học này mà chúng ta làm gì chúng ta cũng phải có thẩm quyền. Đuổi quỷ cũng có thẩm quyền trong danh Chúa Giêsu. Cầu nguyện chữa bệnh cũng vậy, cũng thẩm quyền trong danh Chúa Giêsu. Và đó là điều mà tôi muốn gửi đến cho quý vị trong bài học tối hôm nay về thẩm quyền mà trong danh Chúa Giêsu ngài ban cho chúng ta. Vâng, bây giờ chúng ta nghe tiếp cái phần của chấp sự Thiên Ân. Xin mời Thiên Ân. Dạ. Có điều mà anh góp ý thêm liên hệ tới vấn đề thẩm quyền á, thì khi mà quý vị đọc Kinh Thánh á, có những lúc quý vị thấy rằng khi Chúa Giêsu cũng đề cập khi mà ngài về, Chúa Giêsu có nhiều cái danh hiệu và tên là khi mà chúng ta đọc Kinh Thánh á, nên và nó có liên hệ tới thẩm quyền đó, khi mà mục sư đề cập đến đó, chẳng hạn như là thẩm quyền để đuổi quỷ là như thế nào, là danh của Chúa. Rồi ở trong Kinh Thánh á, Chúa Giêsu có nhiều cái danh hiệu và bởi cái danh hiệu đó đó là Chúa có cái thẩm quyền dựa trên những cái danh hiệu đó, chẳng hạn như ngài á, là ngài là cái chức vụ của ngài khi mà ngài ở trên đất á, ngài cũng là nhà tiên tri, cũng ước trước khi ngài hoàn tất công việc cứu chuộc, ngài cũng là nhà tiên tri. Và chúng ta thấy trong Kinh Thánh có những chỗ nói ngài là thầy, rồi có những chỗ trong Kinh Thánh ngài là chiên con của Đức Chúa Trời, chiên công của Đức Chúa Trời là có cái quyền là để cắt tội lỗi của thế gian đi, phải không? Rồi ngài là vua muôn vua, ngài là Chúa muôn Chúa. Tất cả những cái danh hiệu của Chúa đó, những cái title đó và name á, là đều có cái thẩm quyền được hết. Nên tại sao chẳng hạn như vua môn vua, chúa môn chúa, nên tất cả những cái vua chúa nào bao gồm, nên ma quỷ nó phải sợ hãi là dưới cái danh hiệu của Chúa, là nó phải phải sợ là như vậy. Mà danh hiệu Chúa Giêsu là bao gồm hết tất cả những cái thẩm quyền đó. Nên khi chúng ta đọc Kinh Thánh á, là chúng ta hiểu rằng Chúa chúng ta rất là lớn và Chúa được bày tỏ bằng nhiều cái danh hiệu khác nhau. Nên khi chúng ta đến với ngài á, chúng ta xưng những cái danh hiệu đó ra thì là chúng ta đi trong cái thẩm quyền mà Chúa ban chúng ta, như mục sư Đông nói là chúng ta là những người con, thì chúng ta hiểu rằng địa vị chúng ta là những người con á, thì chúng ta sở hữu những gì mà cha của chúng ta hứa ban cho chúng ta, phải không? Và chúng ta được sở hữu những cái thẩm quyền đó qua những gì Chúa Giêsu Christ đã hoàn tất. Mà khi chúng ta tìm hiểu, chúng ta cứ đọc trong Kinh Thánh á, có Chúa có nhiều danh hiệu khác nhau như anh nói á. Rồi chẳng hạn như ngài là đấng mediator, là đấng biện luận đi. Nên khi mà chúng ta thấy rằng mình là phạm tội hay như thế nào đó, nhưng mà đi ra tòa án kẻ thù ma quỷ nó muốn kiện cáo chúng ta, thì Chúa là cái đấng binh vực chúng ta, ngài là mediator, ngài là đấng binh vực chúng ta, biện luận như chúng ta. Nên đối với chúng ta là người là đắc thắng là như vậy, là bởi vì Chúa chúng ta đã hoàn tất hết tất cả và ban cho chúng ta những cái thẩm quyền đó, để khi chúng ta đối diện với hoàn cảnh hay là mau cái gì nữa, thì chúng ta biết rằng Chúa là đấng binh vực cho chúng ta, và chúng ta luôn luôn là thắng là như vậy. Rồi sau này quý vị đọc những cái câu Kinh Thánh thì quý vị sẽ hiểu là tất cả những danh hiệu của Chúa là có cái thẩm quyền đứng đằng sau. Amen. Amen. Yeah. Dạ vâng. Chúng ta cảm ơn Chúa vì lời Chúa rất rõ ràng tới hôm nay. Hồi xưa cũng đang chiếu lên cho quý vị xem một câu Kinh Thánh ở trong Luca đoạn 10 câu 19. Nói đến thẩm quyền mà Chúa cho chúng ta. Đây là cái phần tiếng Anh, còn tiếng Việt chúng ta mở ra trong Luca đoạn 10 câu 19. Vâng, bây giờ chúng ta cầu nguyện tạ ơn Chúa vì lời của Chúa rất là rõ ràng cho chúng ta. Chúng ta sẽ kết thúc bài học này hôm nay với sự vui mừng, với một cái sự ăn mừng, bởi vì chúng ta có được cái thẩm quyền đó ngày hôm nay để chúng ta làm bất cứ điều gì trong danh Chúa Giêsu để đem nhiều người đến trong nước của Ngài. Vâng, mọi người chúng ta cầu nguyện với lòng vui mừng ở trong cái mùa phục sinh này. Dĩ nhiên chúng ta sẽ kỷ niệm Chúa thương khó, cái sự thương khó chịu chết của Chúa Giêsu để ban cho chúng ta một cái thẩm quyền. Chúa sống lại, ban cho chúng ta một sự chiến thắng, đắc thắng. Vì chúng ta cầu nguyện để cảm ơn Chúa trong mùa lễ thương khó và phục sinh này.